Chào mừng các bạn đến với channel SV Sentai. Video hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về 29 tập của chung series Kikai Sentai Tenkai rồi nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Chi tiết hẳn thứ nhất là trong tập 4. Như đã trông thấy, trận chiến giữa các Tenkai giờ khi hành dạng Robo với một tên quái vật là Kickboxing Warado trong tập này được diễn ra trên một sàn đấu boxing chuyên nghiệp. Thì chi tiết này chính là để thể hiện một sự tôn kính đối với trận đấu tử thần Megazord mà có trong tập 38 của series Go Buster. Bởi vì khi đó, cuộc chiến giữa Go Buster S và tên quái vật Megazord Alpha cũng được diễn ra trên một sàn đấu boxing chuyên nghiệp tương tự như vậy. Chi tiết lần thứ hai cũng là trong tập 4. Có thể thấy, khi đội nhóm Tenkai giờ sử dụng sức mạnh của chiến đội Dairanger, họ đã triệu hồi ra những thứ vũ khí cá nhân là cây thương Dairandot để tấn công tên quái vật Kickboxing Warado. Thì điều ẩn ý chính là ở chỗ, Kaito và Zidane lại là hai người duy nhất sử dụng hai chiếc Dairandot mà không cùng một với chiến binh tiền nhiệm của họ. Đầu tiên là khi Kaito sử dụng chiếc Dairandot của Ryuranger do cả hai đều là thủ lĩnh. Tiếp theo là khi Zidane sử dụng Dairandot của Chichiranger, chính là môn ám chỉ cả hai người đều là chỉ huy thứ hai trong đội nhóm tương ứng của họ. Chờ chiêu thầy, Tenkai giờ đang ở vị trí của Ryuranger và sử dụng Dairandot của anh ta, nhưng Kaito lại bất ngờ sử dụng một đòn tấn công tầm thấp mang đặc trưng của riêng chiến binh Chichiranger. Thì điều này chính là môn ám chỉ rằng người cháu trai của Chichiranger trong tương lai cũng chính là trưởng nhóm Dairandot thế hệ mới. Chi tiết ẩn thứ ba vẫn là trong tập 4. Việc sử dụng sức mạnh của chiến đội tiền nhiệm là Dairandot kèm với sự đối đầu với một tên quái vật theo chủ đề đấm bốc. Hơn thế, đây lại là tập mà Virun chính thức gia nhập vào đội nhóm Tenkai giờ và trở thành một chiến binh Tenkai Virun mang màu xanh lam. Thì tất cả những điều này chính là môn ám chỉ trực tiếp tới chiến binh Tenma Ranger trong series Dairanger. Bởi vì Shoji cũng là một chiến binh mang màu xanh lam và vì trong quá khứ, anh ta đã được đào tạo để trở thành một võ sĩ quyền anh trước khi gia nhập vào chiến đội Dairanger. Chi tiết lần thứ 4 là trong tập 6, khi Virun đặt Go Buster Sentai Gear vào thiết bị Gearlinger của mình và Majin đã bất ngờ thực hiện một động tác nhảy múa trong âm thanh trở của thiết bị Gearlinger. Thì chi tiết này chính là để bày tỏ lòng tôn kính đối với các Majin Ranger, bởi vì trong quá khứ họ cũng đã thực hiện cái điệu nhảy tương tự như vậy trong bài hát kết thúc ở cuối mỗi tập phim. Ngoài ra, trong phân đoạn khi Sechan đang tìm kiếm một số thông tin từ internet thì ở máy tính đã hiện ra một trang web tìm kiếm có ghi là zenkai.com. Tổng thể về bố cục cũng như hình dáng màu sắc chữ của trang web đó rất có thể là muốn gợi nhắc tới một trang web tìm kiếm mà được truy cập nhiều nhất trên thế giới, đó chính là google.com, bởi vì bên Google cũng đã sử dụng cùng một mẫu màu và kiểu thiết kế web tìm kiếm tương tự như vậy. Chi tiết lần thứ 5 là trong tập 7. Như đã thấy, việc Stacy triệu tập ra các Sentai Ranger và Sentai Giant Robo trong quá khứ để chiến đấu với đội nhóm Tenkai giờ trong tập này chính là để bày tỏ lòng kính trọng đối với hai tên phản diện là Basukota Zorokea từ series Gokaiger và Black Cross King từ series Goranger. Bởi vì trong quá khứ, hai tên phản diện này cũng đã triệu hồi ra các bản sao của các chiến binh tiền nhiệm để nhằm chống lại các chiến đội chính nghĩa. Chi tiết lần thứ 6 cũng là trong tập 7. Trong phân đoạn, khi Kaito giới thiệu bản thân với Stacy, anh ta đã thực hiện một tư thế gồng cúi mình rồi vươn hai tay lên trên trời. Thì chi tiết này chính là môn ám chỉ tới tư thế sau khi biến hình của Kamen Rider Fuse, bởi vì khi đó, Gentaro cũng đã thực hiện các động tác tương tự như vậy. Chi tiết lần thứ 7 vẫn là trong tập 7. Có thể thấy, trong phân cảnh chiến đấu với các bản sao của các chiến binh tiền nhiệm với đội nhóm Tenkai giờ trong tập phim này, Boken Red đã sử dụng cây giáo Boken Javelin và Magi Red đã sử dụng chiếc găng tay đấm bốc là Magi Punch để tấn công lên người của chiến binh Tenkai Virun. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhắc tới những diễn biến chủ đạo mà có trong tập 4 của series Tenkai giờ. Bởi vì ở tập phim đó, đội nhóm Tenkai giờ cũng đã sử dụng những cây giáo Dairandot để làm vũ khí tấn công một tên quái vật theo chủ đề boxing, đó là Kickboxing Warado. Chi tiết lần thứ 8 vẫn là trong tập 7. Như chúng ta đã thấy, khi đội nhóm Tenkai giờ sử dụng sức mạnh của chiến đội Goranger để nhằm thi triển ra một chiêu thức kết liễu mang tính đặc trưng của họ, có tên là Goranger Storm. Và điều ẩn ý ở đây, đó chính là trong quá trình thi triển, các chiến binh sẽ truyền cho nhau một quả túc cầu, nhưng chúng ta lại có thể dễ dàng thấy được những sợi dây hỗ trợ đang giữ trong không khí bằng một cách hết sức rõ ràng. Kèm với đó là hiệu ứng lặp lại cảnh quay 3 lần mang tính cổ điển trong quá khứ. Thì đây chính là một sự gợi nhớ rõ ràng đến các hiệu ứng thực tế ban đầu mà đã từng được sử dụng trong series Goranger. Bởi vì ở thời điểm đó, công nghệ kỹ xảo còn rất thô sơ, nên việc mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ những công cụ hỗ trợ quay phim là điều hết sức dễ dàng. Chi tiết lần thứ 9 vẫn là trong tập 7. Trong phân cảnh, khi tên chỉ huy cơ động Parasitara hỏi tên Izirude rằng tại sao hắn lại chọn Stacy để làm Stacy giờ, và Izirude đã trả lời rằng hắn muốn anh ta giống như chiến binh Tenkai giờ. Thì chi tiết này còn chính là một sự nhắc khéo tới số phận của nam diễn viên Ryo Sekoguchi. Bởi vì trước khi được lựa chọn để làm người đóng vai Stacy, Sekoguchi cũng đã từng tham gia thử vai Kaito Tenkai giờ, nhưng anh ta đã bị tuột mất vai diễn này vào tay của nam diễn viên Komajine, người hiện đang đảm nhiệm vị trí Kaito Tenkai giờ hiện tại. Chi tiết lần thứ 10 là trong tập 8. Có thể thấy trong phân cảnh, khi Gaon đã vô tình bị đưa đến một sân khấu thông qua một cánh cửa, sau đó trước mắt khán giả, anh ta đã thể hiện khả năng đánh đàn của mình bằng một giai điệu ngắn. Thì bản nhạc piano đó có tên là Flow Wowzer. Nó là một tác phẩm được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Ít nhiều thì chúng ta cũng đã từng được nghe qua.
Tuy nhiên ở Nhật Bản, Flow Wowzer lại có một tên gọi khác là Neko Funzata. Hơn thế, ở nơi đây, giai điệu của nó còn đã được chuyển thể thành rất nhiều các bài hát thiếu nhi về chủ đề con mèo. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy trong phân cảnh, khi Stacy triệu hồi ra một bản sao của robot Gosegret, thì đôi mắt của bản sao này lại có màu tím thay vì một xanh lá như Gosegret bình thường. Thì đây rất có thể là một lỗi sai, hoặc nó cũng có thể là được cố tình biểu thị như vậy là để nhằm nói với người xem rằng Gosegret này là ác quỷ chăng. Tuy nhiên, đối với bản sao của Geki Toja ngay bên cạnh Gosegret thì lại vẫn được giữ nguyên đôi mắt là màu cam như bản gốc. Chi tiết đoạn thứ 11 là trong tập 9. Trong phân đoạn, khi Gaon nhìn thấy chiếc bánh Kashiwamochi từ một kẻ lạ mặt, anh ta đã rất háo hức và muốn mua bằng được chiếc bánh đó. Sau đó, Gaon đã lôi ra một chiếc thẻ tín dụng ngân hàng mà ở trên đó có ghi một dãy mã số là 2010218. Thì đây chính là một sự gợi nhắc rõ ràng tới ngày phát sóng của tập đầu tiên trong series Gaoranger, đó là ngày 18 tháng 2 năm 2001. Chi tiết đoạn thứ 12 cũng là trong tập 9. Như được biết, khi Gaon đang trong quá trình hợp thể với dư đàn, anh ấy đã nói rằng ngày hôm nay tôi tràn đầy động lực. Thì đây chính là câu nói cửa miệng của chiến binh Garrett trong series Gaoranger. Bởi vì trong quá khứ, Kakeru cũng thường xuyên sử dụng câu nói đó. Chi tiết đoạn thứ 13 vẫn là trong tập 9. Ở cuối tập phim này đã cho thấy, 2Kaiser đã bất ngờ quay trở lại cửa hàng căn cứ của đội nhóm Zenkaiser. Và anh ấy đã đưa cho Kaito 3 tập tiền nhằm để thanh toán chi phí của những món ăn nhẹ cùng những thứ mà trước đó anh ta đã lấy trộm từ cửa hàng của họ. Thì điều ẩn ý ở đây chính là đơn vị tiền tệ mà 2Kaiser sử dụng có tên là Pongi. Nó chính là một loại đơn vị tiền tệ đặc trưng mà được sử dụng ở series Gaoranger trong quá khứ. Tuy nhiên điều trùng hợp hơn cả là đơn vị tiền tệ ở thế giới của những tên cướp biển Kaizoku Topia cũng sử dụng những loại tiền Pongi này để làm phương thức giao dịch chủ đạo. Chi tiết đoạn thứ 14 là trong tập 10. Như được biết, sau khi Zenkaiser kích hoạt sức mạnh từ Mega Ranger Gear, anh ta đã sử dụng chiếc Zudan Shield của Zudan giống hệt cách thức của tấm máy lướt Cyber Slider của đội nhóm Mega Ranger nhằm để giải cứu cho một người đang bị bắt cóc bởi tên quái vật Mairu Warido. Ngoài ra, sau khi kích hoạt Mega Ranger Gear, Zudan còn nói thêm rằng lướt ván nào. Thì câu nói này còn chính là câu hát đầu tiên mà có trong bài hát mở đầu của series Mega Ranger. Tiêu đề của bài hát cũng giống tên tựa phim, được thể hiện bởi nam ca sĩ Fuga Naoto. Chi tiết đoạn thứ 15 là trong tập 11. Đó chính là tất cả các lần sử dụng sức mạnh tiền nhiệm của Zenkaiser trong tập này đều dựa trên ba yếu tố phổ biến trong tựa phim Super Sentai, đó là đất, trời, biển. Đầu tiên là khi 2Kaiser sử dụng sức mạnh của Hurricane Jogear. Thì ở series này, ba chiến binh chủ đạo là Hurricane Red, Blue và Yellow cũng lần lượt sử dụng các kỹ thuật ninja dựa trên ba yếu tố là không khí, nước và đất. Tiếp theo là khi 2Kaiser sử dụng sức mạnh từ Geki Ranger Gear. Thì ở series này cũng có ba cơ khí phụ trợ của họ mà đều có liên quan đến ba yếu tố kể trên. Lần lượt là Geki Elephant là đất, thuộc quyền sở hữu của chiến binh Geki Yellow. Geki Bat là bầu trời, thuộc quyền sở hữu của chiến binh Geki Blue. Và Geki Shark là biển, thuộc quyền sở hữu của chiến binh Geki Red. Tiếp đến là khi Zenkaiser kích hoạt sức mạnh từ Gosager Gear. Thì tại series này, mỗi Gosager đều thuộc về các bộ tộc sử dụng ba nguyên tố khác nhau. Thứ nhất là Gosager Red và Pink là thuộc bộ tộc Skik mang yếu tố trên không. Thứ hai là Gosager Black và Yellow thì lại thuộc bộ tộc Landic mang yếu tố mặt đất. Và thứ ba là Gosei Blue và Green thì lại thuộc bộ tộc CX mang yếu tố nước. Chi tiết đoạn thứ 16 cũng là trong tập 11. Như chúng ta đã thấy, sự xuất hiện ngắn ngủi của Battle Caesar Robo ở cuối tập phim này chính là để thể hiện một sự tôn kính đối với phần giới thiệu của Battle Fever Robo mà có trong tập đầu tiên của series Battle Fever J. Trùng hợp hơn là các dầm thép xung quanh của Battle Caesar cũng đều tương tự như Battle Fever trong quá khứ. Chi tiết đoạn thứ 17 là trong tập 12. Trong phân đoạn, khi 2Kaiser và Zenkaiser đồng loạt kích hoạt sức mạnh từ Turbo Ranger Gear, nhưng kỳ lạ ở chỗ, đó là Zenkaiser đã triệu hồi sức mạnh của toàn đội, còn 2Kaiser lại chỉ triệu hồi thêm một chiến binh là Blue Turbo. Thì chi tiết này chính là muốn đề cập trực tiếp tới một nam nhân vật mà có trong tập 43 của series Turbo Ranger, đó chính là Yamada Kenichi. Bởi vì khi đó, Kenichi đã đánh cắp thiết bị Turbo Brace từ Hamayuhei để sử dụng và trở thành một chiến binh Blue Turbo tạm thời, thay thế cho vị trí của anh ta. Chi tiết đoạn thứ 18 là trong tập 13. Có thể thấy, khi Battle Caesar Robo được chính thức ra trận trong tập này, nó đã thi triển một chiêu thức kết liễu đặc biệt bằng cách lôi ra hai chiếc kiếm ngắn được trang bị từ cơ thể rồi ném chúng về phía kẻ thù để hủy diệt. Thì chiêu thức này chính là một sự gợi nhắc rõ ràng tới chiêu thức kết liễu mà Battle Fever Robo đã từng thi triển trong quá khứ và được gọi là Cross Fever. Bởi vì ở thời điểm đó, Battle Fever Robo cũng đã thực hiện các thao tác tấn công kết liễu tương tự như vậy. Ngoài ra, cách thức triệu hồi ra trận của Battle Caesar Robo cũng đều khá tương đồng với cách ra trận của Battle Fever Robo. Chi tiết đoạn thứ 19 là ở trong tập 14. Trong phân đoạn, sau khi Kaito đã kích hoạt sức mạnh từ Lyman Gear, anh ấy đã nói rằng ngọn lửa bùng nổ của tuổi trẻ rực cháy. Thì đây chính là trích dẫn từ một câu hát có trong bài hát mở đầu của tựa phim Choju Sentai Lyman. Tiêu đề của bài hát cũng giống tên tựa phim, được thể hiện bởi nam ca sĩ Shima Daisuke.
Chi tiết đàn thứ 20 cũng là trong tập 14. Có thể thấy trong phân cảnh, khi Chu Kaiser đã sử dụng sức mạnh của chiến binh Big One thông qua JKQ Gear để nhằm chỉ huy ngược lại hành động của các bản sao của chiến đội JKQ khỏi sự kiểm soát của Stay Caesar. Thì diễn biến này chính là một ám chỉ đến một sự việc mà đã xảy ra ở quá khứ trong series của họ. Đó chính là Big One đã chính thức thay thế cho vị trí của Spades để làm trưởng nhóm JKQ với tư cách là người lãnh đạo và điều động cho toàn đội. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ 29 tập của trong series Kikaisen Tenzen Kaiser rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.